nằm xuống khép mắt u buồn, dạ từ trần gian ngủ yên năm tháng. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sanh thánh thượng rộng lặng đạo cảm thông công ba nghị bằng nơi đây cho về đạo tràng mười phương phượng bảo hào quang sáng ngời chân báo tòa thông chúng con hành niệm cúi đầu xin thề nguyện quy y nhưng con đang lễ toàn con biến pháp giới biết chẳng sát độ chung quá hiền vị lai tạo phương chớ phật nhân tham đan lễ tầng thứ thông biện pháp giới bi trần sáng độ chân quá hiền vị lai thờ phương thông pháp nhờ tam đan lễ thần hư không biến pháp giới bi trần sát độ chung hòa hiền vị lai thọ phương chư hiền thánh tăng đại gia 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 đại
thượng tăng chư Phật mong cả tư người công đức vì chư Phật đời nhiều sinh văn a bất cả tư người công đức như ta thì tổ tính ca bảo thí và đại nguyện đồng tăng như đồng đồng hồ chưa an thân viên chưa kiên chưa việt nam chưa dụng sanh chưa hoa chưa chúng đất nay nào đã ra tam tiểu gia bồ đề vị chưa chúng sanh đại gia ông thân duy hoa sa đà phát đương chi nga ưng cùng chưa an tự an tự năng sơ đất nga đầu đà la tam tiểu tam bồ đề chẳng đi an thân chi hoa thì vì lòng đang quan thiên sa thân chỉ xả lời phật đa chân thì kêu nhất thiên tự nhân thì nhờ an chú la đầy vạn vô số thiên họ làm lời chỉ có phật thuyết a di đà kinh quan tự tại bồ tát ấn tam văn nhờ có na phật đa từ diệu kiến thủ ân giới công nam tơ sanh bông nhị công ông bông nhị sa sanh thân thì công ông thân thì dòng đa tơ ngàn tân diệu vốn nhân thì nam long tơ bồ sanh bông nhị công ông mắt tình bồng tăng bông nhân thì có công chúng vô sanh vô tòa lượng ngàn tân vô nhị nhị thì địa tăng ni vô sanh thân thương A di đà thân chế mô ma văn chiều ngộ bồ minh tâm na di mô là tự diệu mô na tự tâm mô vô tâm diệu đà mô thế diệu mô na di mô sa đắc cô bồ đề tam bồ đề bát nhã ba la mật đa cô tổ mô bồ viên ly ni đa mầm thường cửu cảnh niên ba tâm thế như phật nghị bát nhã ba la mật đa cô đắc na đầu đa la. Đây là bướm thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Trang ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hào hùng, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời còn lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gương hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha lướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biến thành con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Con về chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hào hùng, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời còn lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiệt tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, quay 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 luôn, sẽ trôi quay để anh làm cái rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha lướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Trong tay phương kiếp dòng
Số phận ngày
sau ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, xem đất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng tay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong. Thank you.
uống lá xong đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gia đình xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại đức tăng ni chùa Hợi Hương, đại diện các cơ quan ban ngành, công ty điện lực Con Tum, các gia đình thông gia gần xa và con thân thuộc, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu đã thăm hỏi cúng điếu và gửi vòng hoa thư điện đến tụng niệm viếng thăm chia buồn, tiễn đưa chồng cha của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được bỏ qua, trân trọng cảm ơn. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Đà Như Lai Nam Mô Tiếp Dọn Đạo Sư A Di Đà Như Lai Nam Mô.
tiếp dẫn đạo sư A Di Đà. Thượng hương khởi thân lỡ mộ phần bốn dạy thờ chân lên thân kiểu tính hương linh bất bội diệu văn tri thượng thừa tam báo lục gia trị thử nhật kim tờ lai phó